nếu đắc thiền đắc đạo quả có được nói với người khác không? Và mong sư giải thích về tâm tịnh nhục. Thưa quý vị đó, cái luật mà không có cho thông báo với, không cho nói cái sự chứng đắc thiền và chứng đắc đạo quả với cái người không phải là tỳ kheo, chỉ áp dụng cho các vị tỳ kheo mà thôi, chứ không áp dụng cho hàng cư sĩ cũng như là các cái vị tu nữ cũng như là sa di, chỉ áp dụng dành cho các vị tỳ kheo thôi đó. Cho nên là cái chuyện mà đắc thiền đắc đạo quả thì có thì không có cấm nói, nhưng mà nó lạ như vậy nè, cái người mà thật sự họ chứng á, họ không có muốn nói. Chỉ có những người mà không có chứng á, họ vì một số cái mục đích cá nhân, thành ra họ mới khoái nói thôi. Thành ra là cái chuyện này thì sư đặt một cái dấu chấm hỏi ở đó. Cái thứ hai là tam tịnh nhục, thì những cái này quý vị hoàn toàn có thể tìm ở trên internet, nó rất đơn giản. Đó là gì? Đó là những loại thịt được Đức Phật gọi là tuyệt đối thanh tịnh. Tuyệt đối thanh tịnh, sư nhấn mạnh là tuyệt đối thanh tịnh, có nghĩa là không, cái người thọ nhận cái đó đó, họ không mang cái nghiệp gì trực tiếp hoặc gián tiếp từ cái con vật chết. Đó là gì? Họ không thấy, họ không nghe và họ không nghi ngờ cái con vật đó vì họ mà chết, vì mình mà chết. Cái thứ ba đó, không nghi ngờ. Đó là nghi ngờ như thế nào mới gọi là nghi ngờ? Ví dụ như bà má, bà nói là bây giờ đứa con đó, về thì làm cắt cổ gà đãi đứa con nó ăn, thì như vậy đó đứa con nó không được ăn, bởi vì khi mà về nó thấy như vậy thì nó nghi cái con này là bà má bả, tại vì mình về thành ra là bà má mới má mình mới làm cho mình, thành ra đứa con nghi như vậy thì nó không có ăn. Nhưng mà người hàng xóm đi qua thì họ ghé chơi, thì khi mà bày cái mâm cỗ lên như vậy đó thì người hàng xóm họ có quyền ăn, bởi vì nó không có dành cho họ, cái món đó không có dành cho họ. Còn khi mà một cái người bán thịt ở ngoài chợ đó, xin thưa, trừ khi nào mà họ kêu tên, họ nói là tôi giết cái con này cho quý vị ăn, thì khi đó là nó mới dính dáng tới mình. Còn khi mà cái thịt mà họ đã giết mổ sẵn á, thì họ chỉ đơn giản họ bán lấy tiền thôi, chứ họ không có phải là họ giết dành riêng cho mình ăn. Chừng nào họ kêu tên chỉ mặt á thì nó mới tính.